Người đàn ông này nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, giả vờ dáng vẻ thương tâm, chậm chậm đi vào linh đường của vợ. Người nhà liên tiếp đi lên an ủi, người đàn ông giả bộ lặng lẽ rơi lệ, nhưng họ không hề hay biết, ngày hôm qua, anh ta đã hạ độc trong ly rượu của vợ mình, chứng kiến cô ấy uống. Người phụ nữ này là giám đốc công ty thuốc, còn người đàn ông này là giáo sư đại học, bề ngoài trông họ như một cặp đôi tình cảm, nhưng thật ra, trước mặt phú bà quyền thế, anh ta không chỉ mất tự do mà còn sống vô cùng nhục nhã. Giờ thì cuối cùng bà vợ giàu có đã chết. Người đàn ông cố kèm nén vui sướng trong lòng, nhưng ngay lúc này anh ta lại nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Hai tiếng trước, có người đã đột nhập vào phòng đặt xác, thi thể của bà vợ đã biến mất. Để điều tra vụ này, cảnh sát đã mời anh chồng tới tra hỏi. Người đàn ông nghe xong lập tức hoảng hốt, giả vờ hút thuốc để bình tĩnh lại. Sau đó anh ta lại che giấu bằng sự bực bội, hét lên với cảnh sát: công việc của các anh là trò trẻ con đấy à? Cảnh sát điều tra đáp lại: chắc chắn là thi thể có vấn đề nên nghi phạm mới không dám để pháp y giám định. Lúc họ đang không ngừng tranh luận, pháp y lại đưa ra một khả năng khác: có lẽ bà vợ chưa chết, chỉ uống nhầm thuốc gì đó nên dẫn tới tình trạng cơ thể bị cứng đờ thôi. Sau khi tỉnh lại, cô ấy phát hiện ra có người định hại mình nên đã bỏ trốn ngay đêm. Suy luận này khiến người đàn ông sợ đần người. Nếu thật sự là như vậy thì anh ta chắc chắn là đối tượng tình nghi số một rồi. Đột nhiên phòng chứa xác mất điện, ngăn tủ vốn đặt xác bà vợ đằng sau người chồng từ từ mở ra, một chiếc hòm khóa xuất hiện. Người đàn ông đánh liều mở ra xem, bên trong đó là thuốc độc mà anh ta đã dùng để hại chết vợ. Chất độc này không màu không mùi, sau khi uống 8 tiếng, cơ thể sẽ tê cứng mà chết. Ghê hơn nữa là nó hoàn toàn không thể bị pháp y kiểm tra ra, lúc nghiệm thi cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là chết vì tắc nghẽn tim mạch. Người đàn ông cứ tưởng là kế hoạch không có kẽ hở, nào ngờ nó lại xuất hiện trong tủ xác của vợ. Lúc này lại có điện, anh ta vội vàng nhặt lọ thuốc nhét vào túi quần, nhưng hành động này đã bị cảnh sát thẩm vấn nhìn thấy. Cảnh sát yêu cầu anh ta lập tức giao ra, người đàn ông không nghe, cảnh sát bèn cưỡng ép lục soát lấy lọ thuốc từ người anh ta. Người đàn ông không chịu nói, cảnh sát chỉ có thể đưa lọ thuốc cho pháp y tiếp tục túm lấy người đàn ông. Bây giờ chứng cớ bất lợi cho anh ta ngày càng nhiều, người đàn ông vô cùng sốt ruột nhưng cũng không có cách nào. Liếc mắt qua chiếc đồng hồ điện tử, thấy đang hiển thị sai ngày tháng, ngày 20 tháng 7 năm 2007. Khuôn mặt người đàn ông lập tức tái mét, bởi vì đây là một bí mật chỉ có anh ta và vợ biết. Anh ta trốn vào một nhà kho, định gọi điện cho luật sư cầu cứu, nhưng khi nhìn ra bệ cửa sổ, đột nhiên thấy xuất hiện một ly rượu vang. Khi anh ta quay đầu lại, đằng sau cánh cửa thủy tinh hiện lên bóng hình người vợ, khiến anh ta càng thêm chắc chắn người vợ vẫn chưa chết, mà cô ấy đã sớm biết rõ mọi chuyện, cho nên mới tương kế tự kế uống thuốc độc anh ta đưa cho, sau đó tự tiêm thuốc giải cho mình, rồi ngụy tạo cái chết giả quay qua đổ tội cho anh ta, khiến anh ta thân bại danh liệt. Để trả thù việc anh ta phản bội, trong túi đựng xác bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Người đàn ông run rẩy thò tay vào lấy ra xem, quả nhiên là vợ đang gọi. Nhưng lúc ấn nghe thì đầu bên kia lập tức tắt máy. Anh ta đánh liều mở túi ra, bên trong là một người xa lạ. Lúc này điện thoại báo có tin nhắn: em đang chờ anh ở nơi chôn bí mật của chúng ta. Người đàn ông sợ ngây người, 11 năm trước bọn họ từng giết người, cùng nhau chôn xác. Bí mật về vụ tai nạn xe này, ngoài anh ta và vợ ra, không có người thứ ba biết. Bỗng vang lên tiếng bước chân, cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông. Lúc này, cảnh sát đã mang đến chứng cứ mới, đây là một bản hợp đồng. Theo nội dung hợp đồng, nếu anh ta làm ra bất cứ chuyện gì phản bội vợ, không chỉ không được chia xu nào, còn bị thân bại danh liệt, sự nghiệp cũng tan thành mây khói. Trùng hợp là, điều này thật sự đã ứng nghiệm. Người đàn ông tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ, thật ra toàn bộ đều đã bị thám tử tư mà vợ anh ta thuê chụp lại. Cảnh sát cười lạnh nói: chính bởi lẽ đó nên anh mới giết vợ nhỉ? Người đàn ông cũng không chịu nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Cảnh sát nói không sai, thì ra bà vợ thật sự đã biết gì đó. Lúc này lại có tin nhắn mới, mà lần này chính là ảnh chụp anh ta và cô gái kia. Anh ta vội vàng gọi điện cho cô gái: tình huống nguy hiểm, em mau rời khỏi đây. Cô gái thấp thỏm lo sợ đi tới phòng khách, cửa sổ chạm đất, không biết đã bị ai mở ra. Cô ấy sợ hãi chạy ra cửa chính, điên cuồng vặn khóa cửa, nhưng cửa đã bị khóa lại. Lại có tin nhắn mới, vẫn là câu nói kia: em đang chờ anh ở nơi chôn bí mật của chúng ta. Hóa ra bà vợ muốn mạng của cô gái. Người đàn ông hoàn toàn phát điên, đẩy đám cảnh sát ra, nhưng anh cảnh sát quăng ngã anh ta xuống sàn. Lúc này người đàn ông đã sụp đổ, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Thì ra anh ta và vợ sống chung không hề hạnh phúc, tuy rằng không lo cơm áo, nhưng bà vợ lúc nào cũng kiểm soát anh ta, hạ nhục anh ta. Cho tới trước đó không lâu, một cô gái đã bước vào cuộc sống của anh ta. Cô gái ấy ngây thơ, nhiệt huyết, mỗi lúc tan lớp lại tìm anh ta hỏi bài. Dần dần họ đã nảy sinh quan hệ. Anh ta biết rõ, bà vợ chỉ coi anh ta là một công cụ, một con rối để diễn kịch chung. Còn cô gái kia lại giúp anh ta tìm thấy sự ấm áp và tôn trọng thiếu vắng từ lâu. Cuối cùng đến một ngày, anh ta hạ quyết tâm giết chết bà vợ. Người đàn ông thừa nhận tất cả tội ác, nhưng anh ta chắc chắn bà vợ vẫn chưa chết. Mọi chuyện đều là cái bẫy do cô ta dàn xếp. Cô ta đã tỉnh lại và bỏ trốn rồi. Hơn nữa còn bắt cô gái làm con tin. Tình huống đang nguy cấp, cần phải nhanh chóng giải cứu cô gái. Ai ngờ cảnh sát lại cười lạnh: anh còn định bịa chuyện đến khi nào? Chỗ ở của cô gái mà anh nói vốn không có dấu vết người ở. Hơn nữa trong danh sách của
của trường, cũng không có sinh viên nào tên đó. Lẽ nào mọi chuyện đều là ảo giác, do người đàn ông quá áp lực cuộc sống mà ra? Nếu không thì sức mạnh nào có thể khiến một người hoàn toàn biến mất được vậy? Người đàn ông đã rơi vào ám ảnh, anh ta bất chấp muốn xông ra ngoài, vừa khốn khổ van xin cảnh sát. Đồng thời lúc này, đại diện công ty thuốc đã tới kháng nghị. Dù sao thì khi còn sống, bà vợ có quyền có thế, trong tay cảnh sát lại không có chứng cứ chắc chắn. Cấp trên không chịu nổi áp lực nặng nề, lệnh cho anh cảnh sát lập tức thả người. Người đàn ông có được tự do, vội vàng đi ngay ra ngoài, lái xe như điên phóng đi. Cho dù cô gái là thật hay giả, anh ta cũng phải đi đến nơi chôn giấu bí mật và quyết chiến với bà vợ đã phá hủy cuộc đời anh ta. Chị gái dán xong băng cá nhân cho em gái, đang định dẫn em qua đường, đột nhiên em gái lăn xuống vách núi, còn chị gái thì nằm giữa đường, máu thịt lẫn lộn. Người đàn ông hoảng loạn lấy điện thoại ra, định gọi điện báo cảnh sát, lại bị vợ ngăn cản. Để che giấu tội ác của mình, hai người họ đã bọc người chị trong vải trắng, đi vào sâu trong rừng, đào một cái hố, chôn xác cô ấy. Lúc đó, thật ra cô ấy vẫn còn sống, nếu đưa tới bệnh viện, có khi vẫn có thể cứu sống được. Nhưng hai kẻ sát nhân ham sống sợ chết này đã vội vàng kết thúc mạng sống của cô ấy. Hiện giờ tuy đã hơn 10 năm qua đi, người đàn ông vẫn chưa thể quên cơn ác mộng đó. Bây giờ, bà vợ đã sống lại, đang chờ anh ta ở nơi chôn vùi tội ác để cứu cô gái. Người đàn ông bất chấp đi vào rừng. Lúc này, phía sau quả nhiên xuất hiện ánh sáng đèn pin, nhưng người đi đến không phải bà vợ, mà là viên cảnh sát. Anh ấy không hỏi chuyện bà vợ, mà đưa cho người đàn ông xem một tấm ảnh. Tất cả đều là cái bẫy viên cảnh sát thiết kế. Vị hôn thê của anh ấy chính là cô chị trong vụ tai nạn xe mười mấy năm trước. Sau khi bị đâm văng ra, em gái lăn xuống vách núi, may còn giữ được mạng, nhưng cô không thể nhớ ra được dáng vẻ của tài xế đã đâm xe, còn chị gái cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Viên cảnh sát cũng hoàn toàn bất lực trong vụ đó. Cho đến nhiều năm sau, cô em gái tới tìm anh ấy, thì ra mấy năm nay cô ấy chưa từng quên chị mình. Cuối cùng, nhờ một logo trên tạp chí mà cô ấy đã nhớ ra, trên chiếc xe màu đen hôm đó có biểu tượng của công ty thuốc. Điều tra theo hướng này, cảnh sát đã tìm ra hung thủ, cũng chính là bà vợ và anh chồng. Nhưng họ quyền thế ngập trời, một cảnh sát nhỏ bé như anh ấy không thể đòi lại công lý được. Bởi vậy, anh ấy đã sắp đặt toàn bộ, đánh ngất bảo vệ, lén trộm đi thi thể bà vợ. Lúc này xác của bà vợ đang ở trong cốp sau xe anh ấy, và còn tạo ra hiện tượng giả, gửi tin nhắn cho người đàn ông: em đang chờ anh ở nơi chôn bí mật của chúng ta, tất cả mọi chuyện đều là để tìm lại hài cốt của vị hôn thê. Chân tướng rõ ràng, người đàn ông không thể chối cãi tội danh của mình, nhưng anh ta vẫn cầu xin cho cô gái. Hóa ra, cô gái hệ y chính là em gái còn sống sót trong vụ tai nạn năm nào. Khi cô ấy biết người đàn ông chính là hung thủ hại chết chị mình, đã quyết định tham gia vụ trả thù này. Cô ấy đóng giả một nữ sinh đại học ngây thơ, từng bước tiếp cận người đàn ông, mượn tay anh ta giết chết bà vợ, còn không quên hạ độc tương tự với anh ta. Mọi động cơ đã rõ ràng, không ngờ phải chết dưới tay người mình yêu. Người đàn ông tuyệt vọng ngất đi. Khi anh ta tỉnh lại, phát hiện mình đã bị bắt, ở hố sâu cách đó không xa là thi thể của bà vợ. Cuối cùng thì cảnh sát vẫn tiêm thuốc giải cho anh ta. Lúc này anh ấy đã đưa cô gái cao chạy xa bay, mối thù nhiều năm cuối cùng đã trả xong. Hai người lại chẳng hề vui vẻ nổi, chỉ có thể lặng lẽ an ủi nhau dưới ánh chiều tà. Vòng linh trên trời, tình yêu vốn dĩ tươi đẹp nhưng lại bị bà vợ lấy làm cớ để làm ra tội ác, cuối cùng lại chịu cái kết đắng. Quả báo đến muộn nhưng vẫn xuất hiện, mà người đàn ông rõ ràng có thể sở hữu ước mơ lại bán mình vì tiền, kết quả mất hết tự do, chẳng còn tôn nghiêm, cũng không có tư cách có được tình yêu đích thực nữa. Cuối cùng, chỉ hy vọng viên cảnh sát và con gái có thể đi ra khỏi sương mù, tìm được hạnh phúc thật sự trong phần đời còn lại. Bộ phim lần này đến đây là hết, nhớ thả tim cho mình nhé. Hẹn gặp lại ở các phim sau.